Đây các bạn, hai con mắm nè, hai con mắm giả cô chú cái nè. Ở và chỗ này bơi nói chung là cũng rẻ các bạn ha. Chỉ có chỗ cái này thôi, hồ bơi bên kia với lại một cái slide đó thôi. Người lớn 15 đồng, mấy đứa nhỏ 10 đồng. Mình mới vừa order đồ ăn, cái này là bánh mì cho mấy đứa nhỏ. Yes. I think you just scared away a beautiful mom. Này là bánh mì thịt với lại phô mai nè. Come in, here. Đó, cái món đó nó thích á. We had chicken sandwiches and Hannah and Kitchen, they had pickles and they gave it to me. Cái này là bánh mì phô mai. Quên kêu họ cắt các bạn, cái này kêu họ cắt là được rồi. Yes. Crunchy, ngon không? Ngon không? Món của nó đó các bạn, nó mê cái này. Bây giờ mà xuống miền mà có cái này là nó phái lắm nè. Nó mê. More fun to them. The pickles. We had so many things to do, and we also went on the living room. Nè 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 cô chú nè, con chịu đi về nè, nhìn mặt nè, nó sến không? Yes, con chịu đi về cô chú. Let's go home. Mà nó hôn ta đó đề nó hả? À, không chịu đi về nè. Còn mấy người đang làm gì mà. Where's Nelson? Where's baby? Hi. Đây cô chú nè. Bữa nay là sinh nhật của dì Úc nè, nên thành ra là mấy đứa cháu nè. Toàn là mấy đứa cháu làm cho sinh nhật cho dì Úc nè. Tụi nó làm không đó cô chú. Yes. Nè, đang tỉ mỉ lắm nha. Đang tập trung. Đây các bạn, phở nè. Bữa nay sinh nhật của Rona nè. Trời ơi, đầu bếp cao hơn tôi, quay không được. Người ta muốn cao không có không? Người ta đang khen cao. Ừ, người ta có chê đâu. Em trai chị giỏi kiếm được. Bữa nay Rona làm sinh nhật sớm trước khi mình đi về. Làm sẵn rồi nè. Cái ăn hết là bán được đi về. Không ngon cũng phải ăn. Đúng rồi. Không ngon thì càng ăn chứ. Lắm người ta ăn hết nè. Bây giờ anh đi làm bánh tráng.
chung được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Thiên. Ai sẽ Thiên à? Are you one? Are you two? Are you three? Okay. Are you ready to blow? You ready to blow, Nancy? You ready to blow with me? Okay, you ready? One, two, three, go. All right, các bạn xong rồi nào. Because I'm the auntie, they love me. like my army. Đây về lại chỗ cũ các bạn. Nhanh gọn không? Đây cô chú, bây giờ đi mua bông cho túi nè. Đây coi có bông gì nè. Ngay gần nhà trước xin nếu xin. Bông mình không biết đang chọn cái màu kia, nó hồng hồng tím tím nè, bên này màu tím, màu đỏ, màu cam. Nhưng mà mình sẽ chọn màu Nelson. Hi Nelson. Mua cho vợ đó nè. Nó ngủ mất tiêu à. Chắc làm ra sẽ ngồi đây cho nó ngủ chút xíu rồi mình đi vô. Chứ không là nó quạo. Mẹ ơi con mới xong việc, đã lâu con chưa gọi về. Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người, cùng ngày sống chung mấy anh em. Chỉ lúc trắng yên bình, bạn con nó khóc một mình. Làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo. Bye Nelson. Giờ con đã ở nơi này, cuộc sống khác xa quá vậy, chỉ mong bớt lo tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền cho tôi ngày sau bận tiện, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Trời vời tuổi xuân có mây hồi, tha phương nói trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài người. Giá bằng mệt nhoài, tâm tư hoang mang dù.
đợi, bên đây chúng con mến thương nhau. Một mái nắng xanh trời rời ôm nhau. Chị hai đã xong lấy đồ, bây giờ đi chơi của chú. Bây giờ là gần 11 giờ nè. Dạ.